Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em sẽ phát cơm từ thiện phát cho những người nghèo, những người vô gia cư trên đường phố Sài Gòn. Thì bên cạnh đó thì cũng có phát thêm tiền của chị Ly bên Úc, có hỗ trợ được sự ủng hộ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì hôm nay cô Loan sẽ nấu cơm để đi phát cho cả nhà ơi. Chú có ăn cơm không chú? Hả? Ăn cơm không? Ăn. Chú bị cục chân nè quý vị ơi, con gửi chú hộp cơm nè. Rồi. Cơm chay phải không? Cơm chay ạ. Cơm chay rồi rồi. Chú ăn chay hả? Ăn ăn một ngày hả con ơi? Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Tao gửi chị. Tính đi mua đồ cơm đó. Cơm chay chú ăn luôn đi. Trời giờ bắt đầu gần. Vô nghỉ ăn luôn. Chú cục chân vậy ai chở chú đi? Chú đi xe đó con. Dạ đi xe tự chế ba bánh à. Chạy đi mua chai nước cái đã. Rồi cảm ơn nha. Nãy con có phát nước mà giờ con không hết nước rồi. Rồi được rồi, không sao con để đi. Để tự chú đi được. Ủa chú đi vậy hả? Ừ. Trời ơi. Sao đi được hay vậy? Cái ghế mà sao nhích được hay ta? Ừ. Vậy chích vậy đó. Rồi cảm ơn con nha. Dạ dạ. Đi kìa quý vị ơi, đi thấy thảm không? Một ngày chú bác được nhiêu tờ? 300. 300 tờ luôn hả? 300 tờ là bán giỏi đó. Tại đó từ sáng ta đậu nghiệp ta mua chú vậy đó. Rồi con gửi chú 100 ngàn nè. Vừa được ăn vừa được có tiền sướng quá ta. Có tiền luôn đã nha. Giờ chú giờ sẵn nghỉ trưa luôn hả? Nghỉ trưa luôn. 11 giờ đâu? Giờ 11, 12 giờ rồi. Ừ. Chú cục hai chân chú đi nè quý vị. Đây chiếc xe của ổng nè, giờ chú lên xe máy hả? Ừ. Thấy gì ta? Trời ơi. Hay thiệt á. Có thằng con này ấy ngon rồi đó. Đỡ tốn 30 ngàn luôn á. Ừ, đúng rồi. Bây giờ đã mua 25 ngàn á. Dạ. Thôi là trúng cơm chay luôn á. Ừ, dạ cơm chay chú. Rồi con gửi chú nha. Nó bụng chết mẹ luôn. Tới bụng chết mẹ luôn rồi. Dạ. Rồi, hai chân ẩm nè, thấy tội nghiệp không quý vị? Chú hai chân chú hồi chiến tranh hay là bị dị tật bẩm sinh? Chiến tranh á. Chiến tranh hả? Rồi gửi chú nha. Trời ơi. Quý vị ơi, người ta tàn tật hai chân nhà mà vẫn mưu sinh được nè quý vị. Rất là giỏi luôn chứ bộ. Đó. Rồi, trời ơi con. Dạ. Trời ơi chú đúng hay luôn á. Trời ơi hay thiệt luôn á. Bán cái số này là bốn mấy năm rồi đó. Bốn mấy năm hả? Ừ. Mà cục hai chân vậy mà tự đi được không phiền ai hết là quá ok luôn á. Quá xuất sắc luôn. Rồi. Rồi cảm ơn con. Ồ, quá dữ quá dữ. Hôm nay nè quý vị ơi. Bạn cơm không? Gửi bạn hộp cơm nè. Trưa chưa ăn luôn hả? Cơm chay á. Có đoạn rồi. Có đoạn rồi, nó đi xa. Không, tao đi xa, đi vòng rồi. Đi vòng kia còn có, ảnh thì có mấy hộp không sợ ăn hết không? Cô ăn mấy hộp? Dạ, cô ăn mấy hộp cô? Một bạn nói một hộp mà. Để con lấy một hộp. Cô trả lại cho bả đó.
sinh vậy cô? Dạ. Chị năm nay nhiêu tuổi? 40 mấy tuổi hả? Rồi em gửi chị 100 ngàn nè. Rồi ngon miệng nha. Rồi nói với bàn chủ cá bàn quá. Bà chỉ ngồi ăn nè, không cho thấy mặt luôn á. Cái nói người ta rất te tua vậy đó. Sao chị không đi làm mà chị đi ăn xin chi cực thì chị nắng nôi nữa. Chị đi làm á, không có vợ, có cô anh không có chồng, không có con gì hết hả? Chồng con chị ở ngoài quê. Chồng con biết chị đi ăn xin vậy không? Tại chị mất hết tiền rồi nên chị bán vé số ít á, chứ mọi bữa chị lạnh vé số gì chị bán. Chị bán số ngày được nhiêu tờ? Chị lạnh chỉ có một ít thôi, tại chị không có vốn á, chị lạnh mấy chục tờ chị bán hết xong rồi chị lạnh chị bán. Ở đây có hay người ta cho cơm ăn không? Ít lắm, lâu lâu mới có. Hồi đó thì có nhiều lắm, bây giờ ít lắm. Ở khu quận 1 á, người ta mới cho nhiều hơn khu này, Gò Vấp ít lắm. Đúng rồi, quận 1 cho nhiều lắm. Quận 1, quận 10 hay chị quy đi đường Nguyễn Văn Cừ hay là 32 gì đó. Hai con đường đó người ta cho từ thiện nhiều hơn. Hãy Gò Vấp mình cũng ít á. Em con chay được không, người đẹp? Con hả? Con chay nhà nấu mà. Đúng vậy là 70 tuổi ha. Thấy mặc đồ nhìn thấy như già mà lúc còn có 40 mấy tuổi à. Rồi chúc chị ngon miệng nha, em đi đây rồi. Ok chị. Em đang đi trên đường 3 tháng 2 quý vị ơi, xa xa có một cụ bà rất là lớn tuổi mà đẩy ve chai nè cả nhà. Ôi, ăn cơm chay không con? Ăn cơm chay không con, gửi nè. Rồi cô lại lấy giùm con đi. Rồi chúc cô ăn ngon miệng nha. Rồi cô già mà sao cô chở nặng quá vậy? Chứ giờ mà mua nào bán bao nhiêu mua bao nhiêu hết. Vậy hả? Rồi ráng cắt lên rồi đi từ từ từ. Dạ cô năm nay nhiêu tuổi rồi mà cực quá vậy con? 70. 70 hả? Rồi 70 cô con thấy cô còn trẻ nha. Nam mô. Đẹp gái nữa. Cô ở đó con à? Cô ở đâu nghe tiếp nhận với miền Trung vậy? Bình Định. Bình Định Đồng Hương đúng không? Bình Định vậy á. Con ở Phù Cát nè. Chứ Phù Cát xã Cát Nhơn á. Con Cát Minh. Trời ơi, Cát Minh, Cát Nhơn là người ta bán trái cây với nước mắm là nhiều lắm á. Rồi con gửi con 100 ngàn nè. Cát Minh là con rầu. Rồi con gửi tiền cho con nè. Con ăn một con cô lấy tiền đi. Trời ơi, con tốn một con mà còn cắt cái lần nữa. Thấy người già khổ quá mà. Có tiền của chị Ly bên đốc hỗ trợ. Dạ. Thôi cô đi đi. Ủa nhà cô sao? Nhà cô chồng cô con cái sao mà nó già rồi đi làm được. Chồng chết rồi, còn con là nó làm nó ăn chứ nó đâu có nuôi mình được. Là cô ở Sài Gòn luôn hay là có về quê không? Đâu. Anh em mùng 7, mùng 8 nay vừa qua cúng ông chồng ông chết 13 tháng 4. Dạ. Ông chết 14 tháng 4, chứ mà dỗ 13, chứ mà trong xóm ăn mặn làm sao nó ăn chi của mình. Dạ. Thành cho nên là dỗ 13 mà ông chết 14. Dạ. Ông chết tới ngày 14 rằm á. Dạ. Rằm mà đi chôn. Tính ra cô giỏi ghê ta. Cô làm ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi? Yên hình ổng hù khổ hộ sao á. Chết 14 á. Ấy là mình không về quê mình làm cho nó khỏe, ở Sài Gòn bon chen với nó cực quá. Cô làm cái gì, cô đâu có làm cái gì. Tức là ở Sài Gòn mua dễ hơn hả, người ta cho rồi dễ hơn hả? Nó cho nhiều á. Dạ. Nó cho vô nhà nó cho nữa, bao hai nhà không bao hả? Dạ. Bao chai đó. Dạ. Mình dùng lại cô đi đó nhiều. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Cảm ơn.
nhiều nha. Dạ. Là ở Trân Minh, Hồng Hồ ở xã Hồng Hương luôn. Hồng Hương, Cù Cát hết trơn. Dạ. Trời ơi, sao cô ở này lâu sao cô làm cái từ thiện đây? Cái từ thiện cũng có cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, trong nước hỗ trợ luôn ấy cô. Dạ hả? Dạ, con là gì cầu nói thôi. Cô giải là tốt lắm đó nha con. Dạ dạ. Con là nghe kinh sách của Phật nói là con tốt lắm à. Dạ, cảm ơn cô. Thôi cô đi đi. Cô đi nha. Dạ dạ. Trời, 70 tuổi mà vẫn còn sức khỏe luôn đó chứ gì đây. Sinh năm 52 á. 1952 hả? Sinh năm 52 á. Giờ cô đợi đi bán hả? Đợi u ở dưới chợ Gò Muối á. Chợ Gò Muối là ở đâu ta? Cầu Ông Lãnh. À, cầu Ông Lãnh. Ừ. Trời ơi. Lắm lắm đừng lúc. Vậy tính ra cô có sức khỏe đó. Hả? Vậy cũng ơn trên phù hộ cho cô có sức khỏe cô làm chứ nhiều người 70 tuổi người ta đâu có sức nữa đâu. Đâu sao không mừng sao ai mà nó mừng tuổi. Vậy cô không có bị đeo khớp hả? Không. Con thấm mấy người lớn tuổi đeo khớp. Không, không. Trời cô thương. Trời mưa nắng cám là cô uống 2, 3 liều là cao. Vậy hả? 3 liều cũng cám. Dạ. Nhờ ơn trên à. Dạ. Đi nhờ dạ. Cái dịch là cô cũng còn ở này á. Trời ơi. Tiểu tiền xe làm sao cô chưa? Rồi cô có bị dính Covid chưa? Không. Trời ơi, bất tử luôn hả? Không. Có gì hết. Quá dữ luôn. Ừ. Dạ tức là cô ba mũi kim mà không có mà bé ngày lỗ xét nghiệm lần á. Dạ. Nó test một lần không có. Mà nấu là nguyên là ít không. Vô Sài Gòn mà còn nói từ não nữa. Vô là nấu nguyên là cô biết ít không này. Từ não của Bình Định là họ là mọi người đó nha cả nhà. Não ơi là não, sao não đi đâu nhiều dữ là họ đi đâu nhiều dữ đó. À. Thôi cô kéo đi đi chứ mất công thời gian của cô nữa. À, cô đây á. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cô ở đây mà. Dạ. Bây giờ được 10 triệu tiền xe. Dạ. Đây, bà già 70 tuổi mà vẫn còn hy sinh như thế này nè quý vị ơi. Nói cụ đi nè. Chú có ăn cơm không chú? Dạ. Ăn cơm không? Mới có hộp nữa đây nè, chưa ăn. Vậy hả? Dạ, ôi, cảm ơn nha. Dạ dạ, tưởng chú không có rồi lấy chứ. Dạ dạ. Có định cho người khác nha. Dạ dạ, ok chú. Chú đi báo cái số hả? Ừ, báo cái số. Dạ, đường Nơ Trần Long gần bệnh viện Ung Bướu cho cả nhà. Ủa, bên đây ăn cơm rồi. Cô? Hả? Cô có cơm rồi hả? Cơm đây là dạ. Cơm mặn ăn. Mặn ăn chứ. Còn có cơm chay thôi. Chay. Có cô ăn cơm không? Có rồi hả? Dạ. 8 giờ đi chơi quá trời. Dạ. 8 giờ bán mấy số được không mấy cô? Thế hả? Mấy con 2 tờ đi. Mới hàng gì nữa, trưa rồi còn mới hàng. Hàng trưa. Có vụ mới hàng sáng mà. Mở hàng tìm số nào đẹp đẹp trúng được 4 tỷ coi. Rồi, 4 tỷ là 17, 18, 44. Tao nói đại đi. Nói đại ha. Con không có mơ tính rồi. Dễ gì trúng được. Thì trốn thì mình chứ mình có tiền mà đó. Hát cơm thì dễ vậy. Dạ. Rồi giờ này thấy hồi sáng. Để con hát ở bên bệnh viện. Xong rồi về con hát ở bên về hè. Người đẹp ăn cơm không người đẹp?
Người đẹp hút thuốc hoành tráng quá ha. Chị đây đó. Dạ. Chị đây á. Vậy hả? Ờ, đại chị đây nó khó chịu lắm mà. Chị nào muốn quét hỏi bà ba đội nha, đội. Đội nó ngựa. Là tao biết là. Vậy hả? À? Con số má hả? Ờ, danh tiếng quả đó. Danh tiếng quá. Cô ăn cơm không cô? Ăn cơm không ạ? Ăn cơm là lấy em con đi. Cô ăn cơm không? Cảm ơn. Chị đi mua ve chai hả? Rồi ok, vậy mua hay lượm? Nước. Lượm hả? Tiền mà mua. Mua rồi bán mới có tiền chứ chị. Con gửi con hộp con chay à? Rồi ok con. Bệnh viện ung bướu nè cả nhà. Chị ơi ăn cơm không chị? Ăn cơm không? Không. Lụp như vậy với bà nội. Đi chai. Rồi ok. Lụm với chai sao không lấy xe kéo đi mà lụm nhảy lỡ nó nhiều sao? Thằng kia lấy mẹ rồi. Sao lấy? Gửi chú hộp cơm nha. Rồi ok chú. Bữa nay anh hộp cơm chay à? Gửi chuyện hộp cơm chay à? Dạ dạ. Ở đây là gần bến xe miền Đông rồi quý vị. Và bây giờ em sẽ đi lên cầu Bình Triệu cho mọi người cùng xem nha. À, Hồ Chí Minh đây nó đổi mới rất là nhiều quý vị, đường xá rồi nó cũng rộng hơn xưa. Hôm nay là ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 nên là đường xá nó vắng hơn sau ngày thường, người ta đi chơi tết hết rồi quý vị ơi. Xa xa kia là xe buýt xong nha cả nhà. Xa xa kia là cầu Bình Lợi ở Phạm Văn Đồng nha quý vị. Sài Gòn đẹp không quý vị ơi, là buổi chiều mà. Hôm nay em rảnh em lượn một vòng Sài Gòn, quay cho mọi người cùng xem. Còn đây là cái cầu Bình Lợi cũ nè quý vị. Đây là cầu Bình Lợi mới. Đường đây là hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Từ cầu Bình Lợi tới sân bay thì khoảng 5 cây số. Bên đây là người dân ở nè. Con đường Phạm Văn Đồng được ví như là con đường Phạm Văn Đồng là con đường rộng nhất ở Sài Gòn nha cả nhà. Rất là nhiều len lên đường luôn. Ở đây là ở cầu vượt ngã năm Chuồng Chó nha cả nhà. Nay là hình như là ngã 6 rồi, không còn ngã 5 nữa. Xưa được biết là ngã 5 Chuồng Chó này là nuôi chó rất là nhiều luôn. Bây giờ hết nuôi chó rồi quý vị. Đó là cầu vượt bằng thép ở ngã 5 Chuồng Chó. Và bây giờ mình sẽ đi dưới cầu. Máy bay kìa quý vị ơi. Ở đây là máy bay đáp liên tục luôn. Ngã năm Chuồng Chó này là có ngay chỗ nhà sách Văn Lang với lại siêu thị Big C ở đây nè cả nhà, nhưng mà bây giờ đổi tên là Go gì rồi, Go Big C rồi. Đây là dưới chân cầu này quý vị.
ăn cơm chay không? Hả? Ăn cơm chay không con? Chay hả? Ăn không? Rồi gửi con hộp cơm. Đi lượm ve chai hay gì vậy? Ờ, lượm ve chai đi. Dạ. Đi mua đồ. Tại sao mà em đi làm đi lượm ve chai kia nó cực vậy, nó không có tiền nữa. Mà không có ai, đâu có ai kêu đi làm. Tí là chiều giờ sáng giờ có 2 túi à. Vậy hả? Ờ, vậy một ngày bán được nhiêu tiền? Dạ kiếm mấy chục à. Đi đâu có tiền đâu. Để sao đủ tiền đóng tiền trọ con? Trời cô giờ cô ở chợ. Nhưng mà không có tiền đóng tiền chợ. Người ta đủ đó. Dạ. Yeah. Không có đâu. Cô hỏi hả? Một phòng 2 triệu mấy, 2 triệu không bao giờ có tiền đâu. Đủ qua đường, đi trả đường á. Có thì cô hỏi rồi. Rồi cảm ơn cô nha.